Ê, mà chủ nhà nói với em á, nếu mà không phải Yến á thì phải là một người nữ, người ta không chịu nam. Ủa, như vậy thì anh đi không được rồi, anh là nam mà. Ồ ha. Ê, hay anh giả gái đi. Không. Trời ơi, muốn chết chị đó, trời đất ơi. Gọi là anh hay chị đây ạ? Em có thấy người con gái nào, à lộn, người con trai nào trang điểm lòe loẹt như vậy không? Gọi là chị đi. À, dạ. Mà con chị cũng lạ ha, ngoài đường khó gặp lắm á. Lúc mới đầu nhìn thì cũng hơi dội thiệt, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng lạ. Chị có biết là tôi thích người như chị không? Thích, thích hả? Ủa, ai đây? Chị này là chị giúp việc mới á, đàn em. Ủa, mà em kêu anh đợi ngoài cổng mà. Sau cái vụ ông giúp việc còi hú hôm bữa là mẹ em cấm tiệc em luôn rồi. Em yên tâm, anh vừa me mẹ em vừa đi là anh mới dám vô đó. Ôi, chú nận. Đứng im. Nè, cưng bao nhiêu tuổi? Dạ, 16. Lúc 16 tuổi ngày xưa là nắm tay, người ta còn không dám nắm đó. Trời, nhìn chị hổ báo vậy mà coi bộ cũng khó giữ dằn ha. Thì ba mẹ chị dạy sao chị quen vậy? Mà nè, chị kể cho cưng biết nha. Hồi đó bạn của chị cũng giống như cưng vậy đó. Canh ba mẹ đi vắng là dắt bạn trai về nhà. Sau đó cái bụng của bạn chị nó chinh in như luôn nè. Rồi sau đó bạn của chị sinh em bé. Thấy ghê chưa? Mỗi lần chị qua chơi á là bạn của chị là phải cho con bú. Cực khổ ghê chưa? Trời ơi, cũng ghê quá ha. Tự nhiên giờ đang đi chơi xong phải chạy về cho con. Ghê quá à. Mà chưa ghê lắm đâu. Cái chuyện ghê hơn nữa, không biết chuyện gì không? Chuyện gì? Là em bé nó bú no xong nó phải ỉ ra. Mà ỉ rồi á là mình phải vệ sinh sạch sẽ. Và mình... nó... phải dọn cái đó thúi lắm á. Thôi đi, em còn nhỏ mà. Sao chị lo xa quá à? Chính những cái suy nghĩ bồng bột trẻ con đó, nông cạn đó mới đi sai hướng và sinh ra hậu quả khôn lường đó. Mình không lường trước được tương lai đâu. Lỡ như tụi em xảy ra chuyện đó, tụi em xoay sở bằng cách nào, tụi em xử lý ra sao, làm sao biết được, đúng không? Thôi, đừng nghe lời bà, mình lên lầu chơi đi. Nè, bây giờ gì nè, bây giờ hai đứa ra phòng khách ngồi chơi đi. Chị pha hai ly nước cam cho hai cưng uống. Rồi hai cưng á, muốn coi tivi thì coi, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn chơi tranh cũng được. Hoặc là muốn chơi bún thun cũng không sao. Trời ơi, chơi vậy chán chết luôn á. Đúng rồi, chán lắm. Thôi, đi lên lầu, đi đi. Đi. Bây giờ chị nói thẳng luôn, là phòng của em, chị sẽ lên dọn. Còn phòng khách em cứ chơi đi. Ủa, chị là ô sin hay là má của người ta vậy? Em còn nhỏ, không được hổ nghe chưa? Ủa, chỉ là ô sin thôi mà, đâu phải bà dì hay bà cô của người ta đâu. Thôi, mình lên lầu chơi kể bà đi. Thôi. Tôi nghe lắm mà. Cái đầu này, dung mạo này. Ơ, sao gọi không? Chú đi nhà tôi có ý đồ gì? Vô nhà bạn tôi định làm gì? Làm gì hả? Là chú bảo vệ con đó. Chú thôi đi, chú ra khỏi nhà tôi đây. Là chú bảo vệ con đó. Chú không ra, chú đợi mẹ con về, chú bét với mẹ con. Tôi thách chú đó. Khỏi thách. Dạ, em xin lỗi chị, là lỗi của em. Em thay người mà không có báo với chị. Thôi được rồi, chị biết cách giải quyết mà. Vậy nha.
Chị, cái chuyện lừa dối này á là bắt nguồn từ em, cho nên á là em sẽ làm không lấy lương đâu chị. Cậu. Dạ, em sao chị? Em nghe nè chị. Chị cảm ơn cậu nhiều lắm. Chị cảm ơn cậu rất là nhiều. Bởi vì cậu đã giúp chị dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, rất gọn gàng, rất ngăn nắp. Trong khi tất cả những công việc đó chị phải bỏ rất là nhiều công sức và nhiều thời gian chị mới làm được như cậu, dù cậu chỉ làm trong một ngày thôi. Bên cạnh đó, cậu còn giúp chị bảo vệ con Hana nhà chị nữa. Chị ơi, nếu như vậy á thì em xin chị, mọi trách nhiệm là em chịu. Chị đừng có trách Yến nghe chị. Chị đừng có cắt hợp đồng với Yến nghe chị. Cậu thích Yến phải không? Chị, cái chuyện đó mình nói riêng đi chị. Bây giờ mình tập trung cái chuyện mấy đứa nhỏ. Chị hiểu rồi. Nói chung á là chị chỉ muốn nói lời cảm ơn đến cậu và đến cô Yến nữa nha. Coi như á tất cả những cái chuyện mà từ đó giờ chị đã từng có lỗi với cậu á, cậu cũng bỏ qua cho chị nha. Cái chuyện bữa hổm nhớ không? Vậy cái chuyện mà em lừa dối chị cũng bỏ qua cho em hả chị? Chị em mình xí xóa nha. Xí xóa hả chị? Ừ. Yeah. Yến không có bị đuổi việc. Dạ. Yeah.